Chị Bích Ngọc, chị có kinh nghiệm làm việc lâu chưa? Kinh nghiệm của tôi thì nhiều lắm. Dạ. Mà làm sao mà tôi nhớ hết? Chắc chắn là nhiều hơn mấy cô rồi. Nè, đại gia tôi cũng làm qua nè ha. Trung gia tôi cũng phục vụ qua. Tiểu gia tôi cũng phục vụ qua nữa. Hồi nào giờ nghe đại gia không à? Trung gia, tiểu gia là sao chị? Làm tất cả mọi thành phần, mọi loại nhà nào tôi cũng làm được hết trơn á. Tôi giỏi lắm, nhiều năm kinh nghiệm lắm. Mà trời ơi, hỏi chi nhiều, tuyển đại đi biết chứ gì đâu à. Dạ. À đúng rồi, mà vậy nè, cái yêu cầu của tôi á là dễ lắm, đơn giản à, nhà nào tôi cũng làm được hết. Nhưng mà tôi không giữ con nít nha. Không giữ con nít nha, giữ con nít phiền lắm, tối ngày khóc hoài, nhức đầu chịu gì nổi. Tôi là chỉ làm việc nhà thôi. Với lại tôi không giữ người già. Người già gì đâu, nằm có một chỗ mà buồn muốn chết nè. Sao chịu nổi, tôi không chịu giữ đâu. Một tháng cho tôi nghỉ khoảng chừng 3 ngày đủ rồi. Đừng nghỉ nhiều quá, nghỉ nhiều quá ở nhà không biết làm gì cho qua ngày qua tháng. Nghỉ tháng 3 ngày được rồi. Với lại nhớ cho tôi lương tháng thứ 13 nha. Trời ơi. À, yêu cầu của chị là cũng hơi nhiều đó. Nãy giờ có 3-4 cái yêu cầu, có ở đâu nhiều. Trời đất ơi, làm ô xin mới có sự yêu cầu chứ. Và công ty sẽ suy nghĩ lại. Chị về nhà đợi kết quả nha. Trời ơi, nhân đây thì nói luôn đi. Kêu về có nghĩa là không mướn chứ gì. Vậy nãy giờ cũng kêu tao nói quá trời, nói khang cổ luôn à. Chị tự nói chứ em đâu có hỏi. Làm tốn thời gian của người ta quá à. Công ty ô xin quốc dân á, ân cần như ruột thịt. Ruột già ruột dư chứ đâu ruột thịt. Ô xin cái kiểu đó hả? Bù tiền cũng không thuê nữa. Ê, được không? Sao thấy mặt bà hầm hầm vậy? Thôi dẹp bà đó đi, ó đâm quá. Sao vậy? Trời ơi, ráng tuyển đi chứ sao vậy? Để vậy đâu có được. Mấy người ô xin của mình hả, nghỉ hết trơn rồi kìa. Hôm qua giờ bồi thường mấy hợp đồng rồi đó. Ủa sao bồi thường? Thì vô làm có một ngày xong cứ tìm cách nghỉ hết trơn rồi. Mà ở nhà bà để ý đi, hồi trước á mình cũng đi phá mấy công ty khác, xong rồi cái giờ mình bị phá lại. Có khi nào người ta cài người vô phá công ty mình không? Nói gì bậy bạ vậy? Chứ giờ sao lo quá nè. Thôi, tập trung làm việc đi. Công ty này của ai? Bữa nay nói chuyện với lên đi. Dậy lên. Nè, mấy anh uống gì vậy? Cho dừa. Bữa giờ sao mày? Nói chung á thì bữa giờ em chạy qua, em chạy lại, em thấy người ra kẻ vào ở công ty này rất là tấp nập đại ca. Nói chung là làm ăn cũng khấm khá đó nha. Nếu như làm ăn khấm khá thì tụi em phải biết điều với anh đi. Biết điều là sao? Biết điều là tụi anh tới đây thu. Mấy anh thu lộn chỗ rồi đó. Công ty tụi tôi mới mở, làm ăn không có được, chưa có tiền đâu. Mấy anh về cho. Anh nói cho tụi em nghe, nếu tụi em muốn làm ăn yên ổn ở đây thì tụi em phải đóng tiền cho anh, thì tụi em mới được làm ăn yên ổn trên mảnh đất này là của anh. Đúng. Đất của anh. Chứ của ai? Chắc anh nghĩ tụi em là nhân viên không đủ tư cách nói chuyện cho anh không? Vô kêu bà chủ anh nói chuyện cho anh đi. Dạ, tụi em là chủ đây nè anh ơi. Chủ? Nếu tụi em là chủ còn phải biết điều hơn anh nữa. Đóng tiền cho tụi anh nhanh. Thôi, anh bớt nóng đi, anh đừng có nói nữa. Không mấy em mời mấy anh vô nhà uống nước rồi nói chuyện với lịch sự ha. Cũng được. Không được đại ca. Lỡ như vô trọng, tụi nó gài anh em tụi mình sao? Quay phim lại làm bằng chứng. Rồi còn nhiều khi bỏ thuốc mê vô ly nước cho anh em tụi mình uống. Chết nha, chết chắc á. Mày đừng có sợ không? Mày làm giang hồ mà mày sợ người ta bỏ thuốc mê. Bỏ thuốc mê mày làm gì? Ai biết được. Dạ, nếu mà mấy anh không muốn vô nói chuyện với tụi em thì chắc để mời người khác nói chuyện với tụi anh. Ai? Ở đây ai đủ tư cách nói chuyện với anh? Đúng rồi. Ai? Là tôi. Ủa anh Thái? Trời, anh Thái khỏe anh Thái hả? Anh Thái tới đại ca. Thái khỏe anh Thái. Mời hai anh về phường làm việc. Gì về phường anh? Tụi em thấy công ty mới khai trương tới chúc mừng khai trương thôi mà, gì đâu về phường anh. Đúng rồi, tụi em chúc mừng nè. Tất cả những hành động của hai anh nãy giờ chúng tôi đã có bằng chứng. Bằng chứng gì anh? Nãy giờ tụi em đứng ngoài đây không á, chưa có bước vô nhà luôn á. Đúng đứng rồi. Nói chuyện không à? Bằng chứng đây. Dạ. Vậy em đâu biết gì đâu. Rồi, chị này đã ghi hình tất cả những hành động của hai anh. Mời chị về phường làm nhân chứng. Mời hai anh. Mời ra đó anh ơi. Mời hai anh. Tôi đâu biết gì đâu. Bà gọi công an hồi nào? Sao không báo tôi vậy? Bữa giờ mở công ty là tôi đã lường trước mấy vụ này rồi. Mà không ngờ nó tới nhanh vậy luôn á. Bà cũng tài năng quá ha. Bạn bà mà. Vô. Hay quá ha.
Đúng là ổng xin tài năng. Tài năng quá thì xử lý giùm tôi cái. Anh tới thuê ô xin hả? Mà xin lỗi anh nha, công ty này không có phục vụ anh. Chắc tôi cần cô phục vụ à. Trả tiền cho tôi, nhanh. Tiền là anh tự chuyển mà. Tại cô tống tiền thôi. Anh cần ô xin hả? Em phục vụ cho anh nha. Trời ơi, mặt cô bệnh hơn cô này luôn á. Nhìn là thấy tôi sợ sợ rồi. Nghĩ sao phục vụ tôi vậy? Không cần. Quan trọng là trả tiền nhanh. Nè, đứng đây quậy quậy, hồi tôi báo công an bắt anh bây giờ đó. Đừng báo công an nha, đừng báo công an. Công an tới không làm gì được tôi đâu. Thiệt, tôi nè, nhìn đi. Đường đường là một giám đốc đàng hoàng. Không phải ăn cướp, không quậy phá, không tống tiền ai. Tới bắt tôi tội gì? Tôi năn nỉ luôn á, báo công an giùm tôi đi. Giờ sao? Kệ ông đi, đứng đây mình quê cũng tự đi về. Vô. Chắc thằng này biết quê. Em xin việc hả? Qua đây kêu. Nghe nói công ty ô xin quốc dân này ăn chặn tiền của nhân viên mình dữ lắm à. Ê, anh nói gì đó? Tôi kiện anh tội bôi nhọ danh dự công ty của tôi bây giờ á. Tôi có nói gì đâu. Tôi chỉ nói là tôi nghe nói thôi à, chứ đâu phải là chính miệng tôi nói đâu. Mà công nhận ha, công ty này hai cô tuổi trẻ tài cao á. Công ty mới thành lập có nửa tháng mà coi đi, cơ ngơ đồ sộ, tiền bạc thì xài phủ phê. Trong khi đó, nhân viên ô xin của mình chẳng có gì hết. Ai cũng sợ hết á, bóc lột sức lao động của người ta quá mà. Thôi đi, tôi nhịn hết nổi rồi đó. Tôi có nói gì đâu. Tôi nói những điều mà có thật thôi chú Bụ. Chị ơi, em xin lỗi chị nhiều nha. Không biết bữa khác chị tới phỏng vấn được không? Tại vì bữa nay công ty của em có mấy đứa bất bình thường nó tới nó phá đó chị. Dạ, em vô lộn công ty. Em đi nộp hồ sơ công ty khác. Chị ơi. Quyết định sáng suốt đó cô gái à. Nè, anh muốn chơi tôi phải không? Tôi có chơi cô gì đâu. Hả? Tôi chỉ nói là những gì tôi nghe người ta nói, chứ không phải là chính miệng tôi nói. Miệng của anh. Anh muốn nói gì anh nói. Ê, đi đâu vậy? Sợ hả? Mạnh tay với cô gái, đau nha. Công ty tụi em mới mở. Anh vô anh làm gì kỳ vậy? Ok, tôi biết công ty này mới mở. Tôi tới giao lưu được không? Ngồi chơi. Với là mục đích tôi tới đây á, tôi đòi là công bằng cho mình. Trả tiền cho tôi đi, tôi đi về. Còn ấy thôi, tôi ăn dầm nằm về ở đây. Đó, thử coi công ty ô xin quốc dân làm được gì. Tôi thách mấy người làm gì tôi đó. Cái gì mà đứng lấp đắp lá ló chứ cổ công ty người ta? Anh có ý đồ gì hả? Nè, tôi đang hỏi anh đó. Có ý đồ gì? Tức là tôi tới đây tôi tìm. Tuyển nhân viên đúng không? Không, tôi tìm. Hay sao? Tìm chỗ tập thể dục vậy thôi, tôi muốn đi hóng gió. Ủa, anh tập thể dục? Nè, cái đường rộng lắm, mình thoải mái, mắc gì tập thể dục mà ngó vô nhà anh ta. Thì đường rộng lắm, ai biểu công ty cô ở đây làm chi cho tôi đứng đây tôi tập. Ha, được. Lương lẹ đúng không? Tôi thấy anh là giống mấy người biến thái lắm nha. Cái gì vậy? Alo, Mai hả? Tôi thấy có một tên khả nghi đứng lấp ló trước công ty của bà nha. Bà cẩn thận, tôi thấy tên này là không có bình thường đâu. Khùng điên đâu không mà khùng tôi... điên cái gì, khùng điên cái gì nè. Tôi nghĩ có chỗ á, anh nên đi á. Đi đâu vậy? Lên phường. Ê, trai gái lên phường làm gì? Đăng ký kết hôn hả? Tào lao, đăng ký kết hôn cái gì? Anh lên trên đó để người ta bắt anh khai ra mục đích anh hạ đứng lấp ló đây là cái gì.
Tôi không có làm gì hết trơn, trời ơi, cô bị khùng điên rồi, không hơi đâu nói chuyện với cô. Đau. Sao? Chị hai. Sao? Cái tay bị cắn giá. Đừng có bẻ, đau quá. Đau quá. Tôi đau quá. À, anh phải đi lên phường với tôi. Thì bây giờ buông ra mới đi lên phường được, chứ lẽ bẻ vậy lâu lên phường. Sao đâu, không sao. Đi. Đúng rồi gì? Đúng rồi, vậy người ta mới thoải mái thôi đi lên phường được chứ gì đâu mà hả? Bẻ tay người ta làm gì ghê gớm vậy? Rồi tôi đi rồi đi. Ê! Nè! Ôi! Nè, tôi nói anh biết nha, tôi nhớ cái bản mặt của anh rồi nghe chưa? Lần sau hả anh mà hả lấp ló đây hả? Tôi nhà hả quýnh cho anh bộp đầu luôn.